Ok luôn anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại. Đấy, tôi đã quay trở lại ở đây anh em. À, thì như anh em có thể thấy đó là cái ruộng nhà tôi nó cũng đã khá là ổn áp rồi. Đó là trong cái lúc mà tôi upline ấy là tôi đã chạy từ cái chỗ làng kia để về nhà rồi anh em ạ. Thì chúng ta không có mang được một anh dân nào về đâu anh em ạ, xa quá, với cả toàn đất liền đi lâu lắm. Xa quá. Thôi. À, giờ tôi đã chạy về nhà đây. À, và tôi đã làm cái gọi là cái gì, cái vườn trước cửa nhà tôi thành cái này đây anh em ạ. Đấy, đẹp không anh em? Đấy, rất là đẹp anh em ạ. Tôi đã chơi cũng lâu lâu để tôi đợi cho hạt giống nó lên để tôi trồng rồi đấy. Nên là anh em nhìn thấy có khá nhiều hạt giống này. Trước là tôi cũng ăn cắp được cà rốt ở cái làng đấy đấy. À, và cái rau dền nữa nhỉ. Tôi nhớ là có cái rau dền đấy mà ta. À, đây này, đây này, đây này. Đó, màu đỏ này, đấy. Đó anh em ạ. Ruộng rất là đẹp. Và tôi cũng đã dọn cái vườn mía ở đây rồi. Bởi vì nó cao quá, với cả là anh em nhìn mía rồi này. À, quá nhiều rồi. Chúng ta không còn cần mía đâu anh em ạ. Ok anh em ạ. Ok thì trước khi bắt đầu video thì anh em hãy like và subscribe cho tôi với nhá. Nó nó sẽ làm cho tôi vui cả ngày đấy anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok thì hôm nay thì tôi sẽ hoàn thiện nốt cái vườn của tôi anh em ạ. Bởi vì là tôi thấy cái vườn vẫn còn thiếu quá. Anh em có thể nhìn thấy là tôi có mỗi một tọa động vật này, có mỗi một gia đình của anh Long và anh Vinh đó, khá là thiếu thốn đúng không? Đó, vậy nên bây giờ tôi đang tính toán là tôi sẽ phải làm thêm chuồng để cho những anh động vật tương lai anh em ạ. Nhờ mỗi tội là xung quanh đây là không có tìm cái động vật này là khá là khó. Tôi chơi chắc là được 3-4 ngày trong game rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa có thấy một anh động vật nào nữa anh em ạ. Hiếm lắm, nên là chắc phải đi xa để tìm đấy. Ok, thì đầu tiên thì anh em có thể nhìn thấy là cái diện tích đất xung quanh này của mình này nó không nhiều, đúng không? Vậy nè, bây giờ ấy giờ muốn mở rộng đất đấy thì chắc là chúng ta phải phải chia nhỏ cái chuồng lợn ra các bạn. Dù là làm vậy nó có hơi không đúng cho lắm nhờ. Nhưng mà rồi, các anh chịu khó bị chia sẻ ra để cho tương lai cho những anh bò cừu vào nhá. Rồi, tránh ra nào anh em. Đây anh em ạ, thì đây, nếu mà anh em muốn chia nhỏ cái chuồng lợn đấy thì anh em có thể làm này. Thì vừa nãy là tôi cũng đã đi chặt thêm một tí gỗ đấy, thì anh em có nhìn thấy là tôi có gỗ này. Đó, chặt trước thì anh em vào cái tôi xây luôn, đỡ vậy. Đấy, rồi. Đấy, mình xây này anh em ạ. Ở đây. Đứng ra. Rồi. Xong, ở đây. À. Ừ. Rồi. Ừ, rồi. Đó, chúng mình sẽ làm cái này anh em ạ. Đó, thì chúng mình đã chia nhỏ ra rồi. Bây giờ từ đây này, từ đây là đúng là một nửa để mình chia chéo qua hai bên. Chéo qua hai bên là mình đặt một cái ở đây này. À, xong lại một cái ở đây này. Cái đây này. À, xong lại một cái ở đây này. Đấy. Thì tôi đã tính toán rồi anh em ạ. Thì thế này thì lợn thì nó cũng không có qua nhé. Thì trông có hở hở này nhưng mà lợn nó cũng không qua được anh em ạ. À, tính trước rồi. Vào đây này. Ơ. Nhầm. Mấy anh lợn mình đứng lui lên thì mấy anh cứ đứng chắn em làm xây nhầm suốt nãy giờ rồi. Mấy cái anh này làm crab table các anh ạ. Tôi không biết là crab table kia của tôi vứt đâu rồi. Hay là khéo chắc là tôi vứt ở làng cái làng kia rồi. đây ba cái rồi, đứng ra hai anh kìa. Ủa sao mà mấy anh chân lấn xô đẩy thế, lui ra nào, lui ra rồi anh ạ. Được rồi, xong rồi anh em ạ. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một cái chỗ để ơ thế quái nào. Thế mấy anh ấy đi qua được cái hàng rào này à? Để từ từ tôi qua tôi cầm khoai tôi dụ thử mấy anh xem mấy anh có đi qua được cái hàng rào không. Bây giờ là mình có cửa cà rốt anh em nhé, thì mình có thể cho lợn. Ủa lỡ tay rồi. Rồi ấy lại ngay. Sao mấy anh có qua được đây không? Anh qua được không mấy anh kìa? Hình như là không anh em ạ. Không anh em ạ. Không rồi.
À, như vậy tôi cho hết những anh lợn nó qua bên này đi. Nào, thì qua đây nào, thì vào hết đây nào. Rồi, xong mình chạy qua rồi mình ấy cái này vào này. Ok, à, thế là mình đã chia nhỏ được cái rồi đây các bạn. Hay là bây giờ là mình đã có một là mình có ba chuồng ở trong trong một cái chuồng to. Ok, bây giờ tôi sẽ phải làm cái tấm thảm anh em ạ, đâu nhỉ? Tấm thảm thì cần có lông cừu anh em ạ. Là tấm thảm tôi để vào chỗ đẹp, hay tôi làm cho anh em xem. Làm tấm thảm là mình chỉ cần hai cái này thôi, mình được ba cái này này. Ba cái đủ chơi ta, không mình cần hai cái là được, mình cần hai cái là được rồi đấy anh em ạ. À. Đây. Ấy, ấy thế thì mình muốn thăm với anh ấy thì mình chỉ cần nhảy lên đấy các bạn. À, mình nhảy lên mình vào mình thăm với anh ấy. cho mẹ anh ăn tí nhỉ. Sinh con đi. Ủa. Mặt này có tướng làm quan đây các bạn. Ủa. Mặt điển trai thế. Được đấy. Được các bạn. Đúng là gia đình anh Long Vinh cũng khác anh các bạn. À. Trông cái này nó giống cái ok các bạn thì bây giờ chúng ta đã xong cái chuồng rồi, xong được cái chuồng thì tôi tính là cho ngoài tôi sẽ để vào chuồng bò và chuồng cừu ở đây này. À, chuồng bò chuồng cừu ấy, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái anh em ạ. Đây này thì trong cái lúc mà tôi xây cái ruộng này tôi thì tôi nhận nó có một cái các bạn, đó là anh nhìn này, anh trong này nó có thiếu không, cái chỗ nó cứ thiếu của gì ấy, đúng không, thì tự nhiên nó có một cỏ đất nó cao lên rồi thì ở đây nó chả có cái quái chung thiếu đúng không anh em. Thế nên là tôi đã có một cái ý tưởng nó cũng khá là hay các bạn, đó là mình sẽ làm một cái để mình để vào trong đó cho nó đỡ thiếu. À, cái này ấy thì nó là những bức tranh anh em ạ. À, chúng ta sẽ mang tranh chúng ta treo vào đây. À, treo tranh vào đây à, treo tranh úi rồi hơi to. Thôi phá đi, hơi to anh các bạn, đây cho nhỏ nhỏ thôi. Ui, to quá, từ to quá. Nhỏ nhỏ là ba ô thôi đúng không, ba ô đặt vào đây này. À, xong đặt vào đây ấy. À không, ba ô này thì vẫn chứa quá nhỉ, thì nó vẫn bị qua sang bên này. Nó to đấy. To đấy. nó không có cái nào mà ba thân bà ba ô và ba ô thôi, hình vuông ba ô ấy. Nếu mà không có thì để một tấm ở giữa đây đi nhỉ, nếu mà không có thì để một tấm ở giữa đi cũng được anh em ạ. Đây thế này đi được không, tôi nhìn xem nào. À đấy, trông cũng gọi là nó cũng hợp lý hơn rồi nhỉ. Đây làm sao nào. Ủa ơi, to nhờ. Ủa ơi, cũng được ấy, hình cái đẹp ấy. Ủa, hình đầu lâu đẹp phết nhở. Được, tôi mang làm nốt đây kia là được. À không, không cần đâu anh ạ. Đây cái hình này chúng ta để nó ở giữa đây luôn đi. Đấy là cho đẹp tuyệt. À đấy, giờ mình đã có hai cái chân, mình có hai cái tranh để vào đây mình sẽ có đỡ phí hơn rồi đúng không, mình sẽ có đỡ trúng trải hơn rồi. À đây các em ạ, thì hồi trước là tôi không có cái vườn mía đúng không, thì là cái mía này này là tôi đã lấy được ở cái trên đường khi mà tôi đi ấy đấy, tôi đi qua cái làng kia đấy hả, tôi mang mía về với chồng. Ok đấy, mình nông dân thôi các bạn, nông dân thôi đấy, sống yên bình ngoài thôi đúng không. Ok các bạn, xong cái tranh vẽ rồi thì bây giờ anh em có thể nhìn thấy này, đó là nếu mà tôi mà đã có chuồng bò với chuồng cừu đúng không, nhầm thì tôi vẫn còn phải xây chuồng nữa. Thì thực ra là anh em có thể nhìn thấy là cái chỗ này trước là tôi xây, tôi bảo là xây cho anh nông dân đúng không, nhưng mà anh em nhìn này, chơi chọi này thì nó nguy hiểm quá anh em ạ, nên tôi nghĩ chỗ này sẽ là cho chuồng thỏ. À, và chúng ta xây một cái y hệt cái này nữa để cho chuồng vịt anh em ạ, chuồng vịt chuồng gà đó đó. À, vậy thì bây giờ thì à thế nhưng mà trước tiên thì để tôi trang trí lại thêm một tí cho cái ruộng của tôi anh em ạ.
anh có thể nhìn thấy là cái ruộng của tôi là nó rất là đẹp đúng không, nhưng mà tôi nhận ra đó là nếu mà mình mà phá được một ô cái này này à, không mình ớ tôi không cắm được cái tre này à, thì mình phải dẫm nát nó đi cả thì mình cắm này sao vậy à, đúng rồi à, thỉnh thoảng ấy thì thỉnh thoảng có một vài ô thì mình sẽ cắm cái tre vài anh em ạ đấy, thì cho tre nó ui đừng đừng, đừng có dẫm hỏng ok à, mình sẽ cắm cái tre vào trông cho đẹp, dẫm nát nó đi à, thì kiểu là mình cứ cho nó hỗn hợp nó của nhiều loại với anh em thì nó sẽ đẹp lắm, anh em cứ tin tôi. Rồi à, đâu nhỉ, đây ấy đi à, đó anh em thấy cái cờ của bọn cướp không? Chưa cả tôi đã mang cái cờ của bọn cướp tôi trồng để kiểu là cảnh cáo những thằng nào bộ lao bộ lếu mà nó dám tính vào nhà tôi cướp đấy anh em ạ. Nếu mà anh em nhìn từ đây này đấy thì anh em có thể thấy là nó có rất là nhiều cờ ấy đấy, cảnh cáo ấy, chúng mày đừng có động đến bà ấy kiểu thế á. Đấy rất là đẹp anh em ạ. Ok rồi, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xây thêm một cái chuồng nữa để cho vịt anh em nhá. Thì nếu mà chuồng nữa là một cái chuồng nữa, tôi nghĩ là mình xây bằng cái gỗ này đi chả, xây bằng cái gỗ sồi đi, thì cái gỗ này thì cái gỗ đen rồi mà đó, cái gỗ này gỗ đen thì mình xây bằng cái gỗ hơi nâu, gỗ hơi nâu xong sáng sáng này cho đẹp đó. Đã xây nó bên cạnh luôn anh các bạn, bên cạnh thì ở đây cái này mình xây cái nào nhỉ, 1 2 3 4 5 đúng không, 3 4 5 ok, 3 4 5 mà à, ta sẽ làm cái này ra à, để tôi căn lên nào à, ta xây lùi lại một bậc đi, lùi lại một bậc đi, 1 2 3 4 5 rồi, xong xây lên 2 tầng cái này đúng không, xong lên trên này là để tấm slab à, ok, hình như là mình cần nhiều slab đúng không, một cái này là một cái này à, ok ok tôi hiểu rồi, như vậy là mình cần nhiều slab đấy, đập một cái vào đây này, à, tiện đứng lên luôn. À, 1 2 3 4 5 à, xong con nối ngang thì dùng cái này nối luôn đúng không, à, đỡ phải dùng slab chồng với nhau. Tôi lấy cái này không nào. Ô ô ô. Nhầm. Làm thêm chút ấy nào. Đó. Ok các bạn ạ. Đây bây giờ lên thì mình dùng nước mình lên đi cũng được nhỉ. Nước lên cho tiện. Đấy mình lên đằng sau này thì cho nước nó không có phá đi cái ruộng của mình ở đằng trước anh em ạ. Đấy chứ mình đặt đằng trước này thì nó cuốn chỗ hết cả ruộng của mình đi đấy. Đến đây rồi này, xong mình xây lên một bậc nữa này. Ngang ra nữa à? À ok ok. Nó vậy là cái này đây. 1 2 này. À. Đây đúng không? À, rất là đẹp anh em ạ. Rất là đẹp. 1 2 3. 1 2 3. À, xong từ đây là mình kéo dài nữa này. Đấy, đơn giản thôi anh em nhỉ. Mình nông dân mà. Đấy, làm đơn giản này đẹp anh em ạ. Rồi tôi thích những căn nhà đơn giản này anh em ạ. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy, xong, xong cái mái. Mái đẹp với các bạn. Đấy, tôi đằng trước có nhìn thế nào. Nó có giống không? Ủa, ui ui, chết cha rồi. Lỗi. Rồi. Đấy, nói chung là mình có cái ruộng ở gần nhà thì nó cũng có cái điểm đẹp và cũng có cái điểm nó không có ổn lắm anh em ạ. Đây có hàng rào này, lấy hàng rào ra này. Hết hàng rào thì tôi làm thêm tí anh em ạ. Rồi. Chứ mình có cần một cái cửa không không? Chả cần cái cửa đây anh ạ. Bởi vì mình để cửa nó nguy hiểm lắm. Sau này mình dùng cái tấm carpet ấy. À, mình dùng cái tấm thảm em đặt vào nhảy vào tiện. À. Đấy, xong cắm vào đây này. Đấy, ơ hiểu à, đợi tí làm thêm tí anh em ạ. Đấy. Đấy. Trước cái này tôi chơi tôi cũng ít xây nhà đúng không em, tôi toàn đi làm quá hay không. Vậy nè, tôi cũng đang muốn làm một series mà cũng gọi là xây nhà nhiều nhiều tí cho đẹp. Đấy. Quá đẹp anh em ạ. Đấy, đấy, chuồng đã có rồi, nhưng bây giờ cái vấn đề là
vấn đề nan giải bây giờ đó là làm sao mà mình tìm được vịt cái thứ anh em ạ, vịt và thỏ. À đúng rồi, mình muốn làm cái túi, cái bao để mình vác ở đằng sau lưng ấy, anh em nhớ cái bao đấy không? À, nó cái gói đấy, nó dịch trong này là cái gói đấy. Muốn làm được cái đấy ấy, là mình cần phải có da thỏ anh em ạ. Nên là tôi đang tính là chắc là một lúc nào đó tôi phải làm một cuộc chu du để tôi đi tìm sa mạc, tôi tìm thỏ, bởi vì thỏ là nó chỉ có ở sa mạc ấy. À, à đó, anh em thấy mấy cái cây tre lên chưa? Nó lên khá là đẹp đúng không? Ở bên này của mình nó có cây là nó có một cây này, nó có một cây thì từ từ nó lên anh ạ, từ từ nó lên. À, để tôi sẽ xây chuồng ngựa anh em ạ. À, phải có chuồng ngựa ấy chứ đúng không? Có chuồng ngựa sau này mình có để xương nhỉ? Để nhìn xem mà tôi xây chuồng ngựa chỗ nào nào. Đây, chuồng ngựa tôi xây sau nhà đi đúng không? À, chuồng ngựa ấy anh em ạ thì xây nó rất là hay này, tôi làm cho anh em xem này. Chúng ta sẽ cần có cái thùng anh em ạ. À, thùng rượu ấy, thùng rượu là nào ta? À đúng rồi, tôi nhớ rồi, đây tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. À, đó, sẽ cần có 4 thùng. Rồi, 4 thùng anh em ạ. Chúng ta sẽ đặt nó. Ô, chỗ này nó lại thành bậc thang này, cái này hơi khó, từ từ anh ạ. Tôi ngủ tí các bạn. À, ngủ tí cho nó ấm cúng. Rồi. Đấy. Chuồng ngựa cũng rất là nhỏ nhỏ xinh xinh anh em ạ, thế nhưng mà rất là đẹp. Tôi rất là thích cái thiết kế của chuồng ngựa anh em ạ. Đây tôi xây lùi ở đây đi nhỉ. Chuồng ngựa nó không cao đâu. Chuồng ngựa nó không cao rồi, ở đây thì một. Ơ chết rồi, nhầm nhầm nhầm. Phải đặt nó hướng xuống anh em ạ, phải đặt nó hướng xuống. Một này. Mình sẽ cách bao nhiêu ô nhỉ? 4 ô sai cả. 1 2 3 4, 4 ở đây này. À ok, vậy thì mình cần phải có một chút đất nhỉ, một chút đất để mình lấp vào đây. Như vậy là ở đây này, 1 2 3, 1 2 3 ở đây. Rồi. Từ anh ạ, tôi vào tôi lấy tí đất. À. Lấy tí đất. Đây là cái rương này. Đất này. Đây tôi lấy 64 cho nó nhiều. Ok. Chúng ta sẽ đặt vào 1 2 3 4 1 2 đây nè. Đấy, lập chỗ này là thành chuồng ngựa. Nhà của xương. 4. Các bạn đây này. Đó. Các bạn đây này. Đấy, ơi. Rồi. Bây giờ chúng ta cần rất là nhiều cái fence anh em ạ. Cái cửa ấy, tôi cần cửa, vậy thì phải lấy cái này. À, cửa thì theo tôi nhớ là mình cần phải có nhiều gậy đúng không? Để gậy bên ngoài này, để cái này bên trong. 4 cái mới được, có 4 cái là không được nha, mới được có 4 cái thì vẫn chưa đủ. Phải thêm. 5 à, cái này nhiêu? 5 à. À, chắc là đủ đấy. À không không, tôi không biết đó. Thử nào. 1 2. À, chúng ta sẽ làm tất cả những cái hàng rào đều là cái này anh em ạ. Chết cha rồi, tôi hết mấy cái gỗ rồi. Hết mấy cái gỗ rồi anh em ạ. Để tôi chặt thêm chút nó cái quế gỗ rồi nhá. Tôi xem thử nào. Xung quanh như này có ở đây rồi, cây nó. Ôi nhưng mà cây này là cây cổ thụ sao ấy? À, không không không. Cây này là cây nhỏ thôi. Rồi. Rồi. Rừng khá là rậm rạp anh em ạ, thế nên là cứ muốn có cây là tiện lắm. Nào, thử xem nào. Xem thử nào. Rồi. Tôi dùng cái gỗ sồi sẫm để tôi làm cái gậy đi nhỉ, cho đỡ phí. À. Tôi làm hai cái nữa là được rồi anh em ạ, tôi làm hai cái nữa là được rồi. À, thế còn đây sao? Thế ở đây mình có nên làm thêm không nhỉ? Thôi, cứ làm thêm đi, đúng không? Cứ làm thêm đi. Làm thêm 3 cái được mà. 3 cái. Chứ được có 2 cái rồi à? Được có 2 cái thì đây. Để tôi grab thêm một tí gậy. Ok anh em ạ. Đấy, xong rồi. Đấy. Xong cái chuồng ngựa. Đẹp không anh em này?
Chưa xong đâu anh em ạ. Chúng ta có xe máy nữa mà, đúng không? Chờ mưa rơi xuống rồi ngựa bị ướt đấy, không ổn. Đó, đây, đã dùng đá cuội anh em ạ. Thì cái máy này khá là hay. Làm cho anh em xem. Cái máy này là nó sẽ dùng một cái hàng rào nó của cái đá cuội này anh em ạ, đẹp lắm. Ừ, đâu. Tôi sẽ làm cái này. Bức tường đá cuội, bức tường đá cuội làm tạo ta. Đây này, này ấn vào đây xem nào. Ơ. Ừ. Tôi nhớ nó có cái đấy mà ta. Đây này, này á, tường đá cuội. 6 cái đủ chưa ta? 12 cái mới đủ anh em ạ. Ok. À, ta đặt vào đây này. À. Ngồi xuống đặt này. Rồi. Ok. Rồi, nhảy. À, rồi. Để chúng ta xây cái mái anh em ạ. Xây cái mái thì cũng đơn giản thôi. Ta sẽ lấy cái thân cây sồi sẫm này này. À, xong mình sẽ làm thành cái xong bây giờ mình sẽ nhảy lên mình xây này. Nhưng bây giờ mà lên được là hơi khó nhỉ. Ok, tôi dùng gỗ tôi lên. Ủa rồi. Đó. Chúng ta sẽ. Đấy, rồi thì bên này cũng vậy anh em ạ. Đấy, mình kéo rộng nó ra thôi. Ok, xong mình làm ngược cái vậy ở bên trong này. Đó. Anh em phải xây theo cái kiểu này nhá. Rất là đẹp. À, xong tới đây mình làm. À, xong tới đây mình làm này. À, rồi mình lại xây ngược lên này. À. Từ ấy cái này nào. Không tới à? Không tới à? Được rồi, tôi mang cái này lên luôn anh ạ. Tôi mang cái này lên luôn. Chút nữa phải xuống nhá. Rồi. À, chúng ta sẽ lấy cái này ra này. Lấy grab table ra, chúng ta làm thêm cái thang. À, ván gỗ này, làm thêm thang. Đấy. Đặt nó vào đây này. Xong rồi bên trong này là chúng ta sẽ dùng cái ván gỗ thôi anh em ạ. Trong này dùng ván gỗ này. À, dùng ván gỗ thì dùng cái phiến gỗ này đi đúng không? Mình dùng phiến gỗ mình gộp cũng được à. Cũng đẹp. À, ba cái. Ba cái như vậy anh em ạ. À, có 3 cái như vậy là được. Đấy, rất là đẹp anh em ạ. À đúng rồi, tới đây thôi, được rồi. À, xong mình làm tương tự như vậy với cái bên này. Làm thêm tí ấy em nào. Làm thêm tí thang. Ok, xong mình nhảy vào đây này. Úi dồi. Đấy. Xong rồi đấy anh em. Chuồng ngựa xinh xinh dễ thương. Đấy. Ok anh em ơi, xong rồi. Ơ, vì sao mà tôi xây thừa ra này à? Ok, nếu mà tôi đã xây thừa như vậy rồi thì tôi xây ngang qua đây luôn đi, đúng không? Thế vì là vừa nãy là bên kia là tôi lỡ xây thừa qua rồi. À, được rồi. Thế thì đằng sau này thì mình cũng xây thừa qua một tí. Vậy. Ủa. Nhầm. Rồi, ôi. Ôi zombie kìa. Chào anh, rồi anh đứng dưới đấy mà kêu, anh đứng đấy mà rên nhá. Trời ơi. Ok. À, chúng ta xuống đây chúng ta làm vậy này. Rồi. Ok kìa. À, xong cái chuồng ngựa rất là đẹp rồi anh ạ, cực kỳ dễ thương rồi. Rồi quá đẹp đây, tôi đứng xa rồi cho anh em nhìn này. Ơ chết rồi, nó có craft table tôi đang để nó lơ lửng ở trên kia. Tôi còn chưa lấy craft table ở trên kia xuống anh em ạ. Holy shit. Ok, bây giờ tôi sẽ lên tôi lấy craft table ở trên kia xuống đúng không? Nếu muốn lên lấy xuống thì đơn giản lắm, mình dùng nước mình lên anh ạ. Mình dùng nước mình đặt ở bên này. Đó, nước nó không cuốn trôi cái của mình đi. Đây rồi. Rồi ơi. Xuống với anh nhá. Rồi. Ủa. Rồi. Đây. Anh em nhìn thấy chưa? Đẹp không? Đấy. Bây giờ tôi sẽ phải làm cái lantern anh em ạ. Đèn lồng.
Đây, chắc là tôi đã cái lúc mà tôi làm trang trí cái vườn ấy là tôi đã làm một cái rồi. Để tôi làm thêm một cái nữa. 9 cái này. Quay xung quanh này. Cho đuốc vào. Đấy, ra đèn lồng anh em ạ. Đấy, cái đèn lồng này là mình sẽ cắm ở đằng trước và đằng sau anh em ạ. Thì ở đây này. Đấy. Đấy rồi. Đấy các bạn, đẹp chưa? Được không? Ok anh em ạ, thì đó, tôi đã xong rồi. Bây giờ là tôi sẽ xây một căn nhà nhỏ cho anh nông dân đấy cả, bởi vì là đây cái nhà của anh ấy hồi trước là tôi đã biến thành cái chuồng thỏ rồi đúng không, chuồng vịt này đó. Bây giờ tôi phải xây thêm một căn nhà nhỏ nữa cho anh nông dân. Thì nhà anh nông dân chúng ta để đâu ta, để đâu cho an toàn ta? Tôi muốn để nó ở đây này, nhưng mà anh em thấy ở đây là cái hồ nước này đúng không, không để được ở đây rồi. Vậy thì để nó ở cạnh này đi. Mình để nó ở bên dưới này nó cũng đẹp này. Ok các bạn, đây thì một kiểu nhà cho anh nông dân, cũng là một kiểu nhà chòi các bạn, đẹp lắm. Ai có zombie à? Đâu rồi? Ôi sao lại có thằng cướp kìa, sao nó làm gì ở đây? Mày lại đứng canh tao à? Canh tao à? Nó còn thủ lĩnh không? Thì nữa mình mà giết thằng thủ lĩnh thì mình sẽ bị áo. Rồi bọn cướp này chúng có làm gì ở đây? Sao tự nhiên các bọn cướp chúng này cứ thích cứ tới làng tôi chơi nhỉ? Tôi lại bị điểm xấu rồi anh các bạn. Tôi lại bị điểm xấu rồi anh các bạn. Được rồi, kệ bố đi, không phải lo các bạn, cướp cùng bây giờ tôi chả sợ quái đâu các bạn. Kệ thầy nhà cái. Nhưng mà mình phải gặp dân làng cơ thì cướp tôi mới ra, chứ giờ mình chưa gặp không lo anh các bạn. Rồi nào, bây giờ tôi sẽ xây này. Tôi xây thì tôi sẽ xây theo kiểu này anh em ạ. Kiểu đây. Đây. 1 2 3 4 5 5 5 5. Không ngủ luôn mình các bạn, sẽ xuyên đêm luôn. Quái ra giết anh ạ. Bởi vì thực ra là tôi cũng muốn có một anh zombie dân làng ạ. Thật là tôi cũng muốn gặp zombie, bởi vì là biết đâu là trong đấy có zombie dân làng đúng không? Nên là mình thức đêm đi. Mình đợi luôn anh ạ. Cần phải lo, thức đêm xây luôn. Rồi. Đấy, kiểu nhà. Xong bây giờ tôi sẽ xây ấy này. Không còn nhiều gỗ nhỉ, mình không còn nhiều gỗ thì chắc tôi bị chặt cây tí ạ. Chặt cây tí à? Chặt cây tí thì à? Quanh đây hơi tối đúng không? Quanh đây hơi tối, vậy để tôi làm thêm một cái ấy này. Tôi sẽ làm thêm một cái đèn lồng rồi tôi cắm vào cho đẹp. Tôi làm thêm ba cái luôn thì cũng được. Cái ở đây này. Cái ở đây này, một cái ở đây. Ấy, ấy, sáng ngay các bạn, cái nhà của tôi quá sáng các bạn. Trong chuồng lợn có, à trong chuồng lợn có rồi. Có chỗ nào tối không? Chỗ chỗ nào cũng sáng ở đây các bạn. Đó, mình có hai cái mình cứ giữ, trông biết đâu mình cần. Đó. Bây giờ mình chặt cây các bạn, chặt cây thì cây tôi vào rừng ấy, tôi vào rừng chặt. Mong là không có con gì núp trong rừng. Có con gì không? Tôi thích cái gỗ này anh ạ, có con Reaper kìa. Bỏ đi, rồi. Hơi tối anh em đúng không? Tôi lấy đuốc cắm cho anh em này. Ok anh em ạ, thì tôi nhận ra đó là cái cây này này, nó là cái cây mà mình gọi là dễ, mà mình chặt được nhanh nhất. Anh em nhìn kiểu là cái cây nó cứ trụ lại vào nhau ấy, nên là mình chặt rất là tiện. Mình không có mất thời gian để mình chuyển từ cây này qua cây khác, khá là nhanh. Chặt nhanh lắm. Nhưng mà anh em mà muốn có gậy để anh em đi trao đổi đồ với dân làng ấy, thì anh em cứ nên chặt cái cây đác bác này, cây sồi sẫm, rất là tiện. Rồi. Mỗi tội là cái nhà của mình nó bị nổ mất đi, đi một vố này cũng đau quá nhờ. Xấu ở quang cảnh anh em ạ. Nhưng mà không sao, nó ở xa nhà mình mà đúng không, mình cũng chả qua đây làm gì đâu. Đấy, đi vào đây nào. Ui giời, tôi tính nó dẫm hỏng ruộng.
Rồi các bạn, đây này. Úi dồi ôi, Reaper. Thôi cho đừng có nổ nữa rồi. Tôi kêu tôi mang đất qua, tôi lấp lại sau anh các bạn. Ủa ơi, từ từ nào. Chết rồi các bạn, rồi. À, bây giờ tôi sẽ xây cái cột lên này. Cột à, đâu cái gỗ nãy mình ấy được đâu rồi, đây rồi. À, xây cái cột lên này. Cột. Cột thì 1, 2, 3, 4 rồi. Ok các bạn ạ. Theo tôi được biết là nếu mà mình thức 3 đêm ở trong này là Phantom là nó sẽ xuất hiện đấy. Thì tôi cũng không biết là nó có xuất hiện không. Nhưng mà tôi không nghe tiếng kêu của nó. Thì Phantom là những con mà nó bay trên trời đấy. À, và nó rất là nguy hiểm này các bạn. Cắm vào đây này. Cắm vào đây này. À, đấy, xây cái mái này các bạn. Craft table tôi để dưới kia rồi à? Tôi lên xuống lấy lên nào. Hey các bạn, anh em đợi tí để tôi xây xong cái mái cho anh em nhá. Ôi các bạn, đấy, như anh em thấy là tôi đã xây xong rồi đấy. À, xây xong cái mái và tôi còn để cái mái nó còn có thêm hai cái đèn lồng nữa. Vừa nãy mình tạo hai cái đèn lồng là đúng chuẩn anh em ạ. Và đây, người mà đã bước vào cái căn nhà này của tôi đầu tiên chính là anh zombie anh em. Ủa ôi đông nhờ. Ui dồi ôi, từ từ từ, bị kẹt. Anh zombie anh dồn tôi vào cây các bạn. Ai? Nói chung là trình tôi bây giờ cũng phà rồ rồi. Chị mạng đi. Rồi. Ok các bạn ạ, à, xong rồi đấy. Đây, cho anh em xem. Ui ơi, tôi xây xong cái trời giờ sắp sáng rồi này. Ui, cải bình minh đẹp nhờ. Quá đẹp anh em ạ. Vậy tôi cắm một vài cái đuốc để tôi ấy cho sáng ấy. Cắm một vài cái đuốc để tôi xây nhà cho dễ dàng. Vậy tôi nhặt lại rồi. Đó, mình đã xây nốt cái tường này được anh em ạ. Đó, mình xây nốt cái tường dễ lắm. Xây nốt cái tường thì đấy, tạo hết cái gỗ ngoài ra này cũng xây này. Cũng không còn nhiều gỗ nhỉ. À, không còn nhiều gỗ lắm à. Không còn nhiều gỗ à, bây giờ sao ta. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi chặt thêm một tí gỗ anh em ạ. À, xây lại cái này thôi. À, hợp lý luôn. Lý luôn. À, rồi các bạn, chặt thêm nốt tí gỗ là được rồi đấy. À, ok các em. À, tôi đã gọi là chặt tí cây rồi đấy. À, lắp vào nào. Xây nhà kín rồi cho nó an toàn đấy các bạn. Sợ lắm. Biết đâu quái nó vào nó đánh anh nông dân của mình anh em ạ. Xây nhà kín cho nó an toàn. Có cục đá ở đây có à? Đây. Đấy. Đấy, anh em lại chê tôi gọi là xây xấu nữa đi. Ờ. Đấy. Ok các em ạ, ăn tí nữa này. Đây. Đấy. 1, 2, 3. Đấy. Hợp lý chưa anh em? Đó, hợp lý chưa? Bây giờ tôi sẽ xây nốt cái này. Cái gì nhỉ? À đúng rồi. Đây, à, cái thang đá anh em ạ. À, sau khi có cái thang đá. Khá là full đồ đây các bạn, khá là full đồ ấy, chúng ta đặt như vậy. Này. Đấy. Đấy, cho anh dân anh đi vào. Full đồ quá nhỉ. Vứt tạm cái này ra nào. À, xong tôi sẽ làm cái cửa anh em ạ. Làm cái cửa này cho anh nông dân anh cái sang trọng anh em nhỉ. Đấy. Đấy, nhà của anh dân. Đèn đâu rồi nhỉ? À, hết đèn rồi, dùng đuốc đi. Đuốc đi, cắm vào đây. Rồi, cắm vào đây. Ai, à, xong rồi anh em ạ. Đẹp quá. Ok anh em ạ, thì đó, tập hôm nay thì tới đây thôi anh em nhá. À, đấy, tôi xây được gọi là rất là đẹp luôn anh em ạ. Chuồng gọi này.
chia nhỏ chuồng lợn này, à, xây thêm được chuồng chuồng vịt này, à, và xây thêm được chòi cho anh dân nữa, à, rất là đẹp anh em ạ. Ok anh em, tạm biệt anh em nhá, hẹn gặp lại anh em, yêu anh em rất là nhiều.